Trân trọng kính chào quý khán giả của Người Việt TV đến với câu chuyện thời sự hàng tuần. Hôm nay là ngày thứ Sáu, mùng 8 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, trong tuần này thì Tổng thống Joe Biden đã lên đường để mà tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi. Ngày hôm nay thứ Sáu là Tổng thống Biden đã có mặt ở Ấn Độ, có một cái cuộc họp với lại Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi. Và hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ bắt đầu, sẽ khai mạc từ ngày mai thứ Bảy. Rồi sau đó thì Tổng thống Biden sẽ lên đường để thăm Việt Nam vào ngày Chủ nhật 10 tháng 9. Và nguồn tin cho biết là trong khuôn khổ chuyến thăm thì Mỹ và Việt Nam sẽ công bố vấn đề nâng cấp mối quan hệ song phương thành đối tác chiến lược toàn diện. Đây là mức cao nhất trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam, ngang tầm với Trung Quốc và Nga. Vào ngày 4 tháng 9 thì phía Trung Quốc đánh tiếng kêu gọi là Hoa Kỳ nên từ bỏ gọi là não trạng chiến tranh lạnh và cũng như là ngưng tìm cách đối trọng ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực châu Á. Và có lẽ để cho Bắc Kinh bớt giận thì Việt Nam đang thảo luận về những cái chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng như là Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đến Hà Nội có thể xảy ra trước hoặc là liền sau chuyến thăm của Tổng thống Biden. Thưa quý vị, nói chung thì dư luận từ giới phân tích thời sự và chính trị trong cũng như là ngoài nước đều cho rằng việc mà Việt Nam xích lại gần siêu cường Hoa Kỳ là tốt cho Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, từ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh Biển Đông đến phát triển kinh tế và khoa học công nghệ, thúc đẩy Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất chất bán dẫn, thậm chí là còn có thể giúp thúc đẩy những cái giá trị về dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, bởi vì gọi là phải bước qua nhà nhau trước rồi mới thúc đẩy quét nhà cho sạch. Và trong câu chuyện thời sự tuần này, Bích Trâm sẽ cùng bình luận gia Nguyễn Kim Bình phân tích vấn đề. Xin mến chào anh Nguyễn Kim Bình. Chào Bích Trâm và kính chào tái ngộ cùng quý khán giả. Vâng, thưa anh Bình và thưa quý khán thính giả, những cái nguồn tin quốc tế cho biết là nhà cầm quyền Hà Nội ban đầu tỏ ra hết sức là miễn cưỡng trước đề nghị nâng cấp quan hệ với Washington bởi vì lo ngại phản ứng bất lợi đến từ Bắc Kinh. Nhưng mà sau cùng thì các lãnh đạo Việt Nam đã đồng ý nhảy vọt hai cấp, là bỏ qua cái mức ở giữa, tức là mức quan hệ chiến lược đó, nâng thẳng lên mức cao nhất với Mỹ, tức là chiến lược toàn diện. Có lẽ là do Mỹ đã chìa ra một cái củ cà rốt quá là ngon ngọt để mà thuyết phục phía Việt Nam. Và từ chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen hồi tháng 7 cho đến chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Joe Biden, mục tiêu trọng tâm được cho là việc Hoa Kỳ muốn thúc đẩy Việt Nam trở thành một cái trung tâm sản xuất bán dẫn của thế giới. Trong khuôn khổ chiến lược gọi là friendshoring của Hoa Kỳ để mà dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc, để mà tránh lệ thuộc vào Trung Quốc sang những cái nước bạn, trong bối cảnh là Việt Nam có trữ lượng đất hiếm đứng thứ nhì thế giới sau Trung Quốc. Đất hiếm tức là cái nguyên liệu cần thiết cho sản xuất bán dẫn. Và điều này có thể mang lại hàng tỷ đô la đầu tư cho ngành bán dẫn của Việt Nam, mở ra một viễn ảnh về một tương lai phải nói là khá là sáng sủa cho Việt Nam, có thể trở thành gọi là một đại gia chips như Đài Loan hiện nay. Tuy nhiên thì để có thể thực hiện những cái khoản đầu tư hàng tỷ đô la như vậy thì phải nói là mặc dù số lượng tiến sĩ ở Việt Nam thì nhiều vô kể, nhưng mà thách thức lớn đã được giới chức Việt Nam chỉ ra, đó là tình trạng thiếu kỹ sư mà đã qua đào tạo về chips. Xin ngừng ở đây để mời bình luận gia Nguyễn Kim Bình phân tích. Thưa anh, nghĩ sao về gọi là củ cà rốt mà Mỹ treo trước mặt Việt Nam? Có củ cà rốt thì không biết là có cây gậy hay không. Có lẽ là chưa thấy có cây gậy nào. Nhưng mà phải chăng đây là cái chiến lược mà đôi bên cùng có lợi, thưa anh? Việt Nam được những gì, mất những gì và Mỹ được những gì từ vấn đề nâng cấp quan hệ này? Và liệu Việt Nam có thể vượt qua những cái khó khăn về nhân sự để mà có đủ tay nghề, có đủ trình độ chuyên môn để mà đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư Hoa Kỳ hay không, thưa anh? Cho đến bây giờ, bên phía Mỹ họ cũng cứ mập mờ họ nói là Việt Nam đã hứa sẽ nâng cấp quan hệ lên đến cái mức ngang hàng với Trung Quốc và Nga. Bên Việt Nam thì lại càng mập mờ hơn. Thật sự cái phát ngôn viên chính thức của bà mà của cái lời phát biểu của cái người phát ngôn viên Bộ Ngoại giao thì vẫn nói là Việt Nam mà chủ trương là làm sâu sắc hơn cái quan hệ giữa hai bên trong mọi lĩnh vực. Việt Nam không có xác nhận là sẽ nâng cấp lên đến hai bậc. Cái này là chuyện là vừa cấp. Nhưng mà đầu đuôi cái gốc của vấn đề là tại sao lại có chuyện là cấp 1, cấp 2, cấp 3. Trong cái quan hệ ban giao của Mỹ, thật ra thì nó chỉ có hai cái, người ta phân làm hai loại chính: đối tác chiến lược và những đồng minh có hiệp ước. Đối tác chiến lược là những nước như Thái Lan, Singapore.
là những nước mà có thể gọi là bạn lâu dài và chia sẻ cái quan điểm chiến lược của mình về cái vùng đó, về thế giới. Còn những nước như là Philippines thì là đồng minh hiệp ước. Đã. Tức là Mỹ cam kết phải bảo vệ Philippines này. Chuyện đó không cần phải nói nữa. Năm hàng rồi nè. Thì đó là quan hệ ngoại giao của Mỹ. Nhưng mà bên phía Việt Nam thì họ đi theo cái trường phái của cái khối xã hội chủ nghĩa trước đây. Trong ngành ngoại giao đó họ phân là ba bậc: đối tác toàn diện, đối tác chiến lược, và sau cùng thì có đối tác chiến lược toàn diện. Đây là một cái cụm từ mà chỉ có Việt Nam có, chứ Mỹ không có. Mục đích của Mỹ là gì? Chỉ muốn là ít nhất là Việt Nam phải coi cái quan hệ này nó quan trọng ngang hàng với lại Trung Quốc và Nga. Thành ra nó dẫn đến cái chuyện là cái chuyện mà vượt cấp nó có xảy ra hay không? Chưa biết được. Nếu nó xảy ra thì đó là lần đầu tiên, chưa có tiền lệ bao giờ. Tại vì cho đến bây giờ Việt Nam có 17 đối tác chiến lược mà chỉ có 4 đối tác gọi là chiến lược toàn diện. Và cả 4 đối tác này thì cũng đã từng là đối tác chiến lược, sau đó mới là đối tác chiến lược toàn diện. Đó là Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Nam Hàn. Thì trong cái ngữ vựng của Việt Nam đó, cái chữ mà chiến lược toàn diện nó có một cái ý nghĩa đặc biệt thiệt, chứ không phải không. Không phải là đầu mối chất lưỡi không. Mình nhìn cái quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc với Nga thì biết rồi. Lý do tại sao mà họ đứng hàng đầu. Nam Hàn là một cường quốc kinh tế, là partner rất là lớn cái nguồn đầu tư vào Việt Nam. Cho nên Việt Nam cũng có cái quan hệ gắn bó với Nam Hàn lắm. Ấn Độ thì là một nước thực sự là không có nhiều cái quan hệ nhiều như là ba nước kia, nhưng mà là một cái nguồn bán vũ khí cho Việt Nam phòng hờ ngoài Nga. Và Ấn Độ là một nước có thể giúp Việt Nam dựa vô để mà chống đỡ lại Trung Quốc phần nào. Cho nên cả bốn đối tác chiến lược toàn diện đều là những nhân vật, những nước đối tác quan trọng, chứ không phải là chuyện đầu mâu chót lưỡi. Nếu Việt Nam đồng ý nâng cấp quan hệ với Mỹ lên đến cái mức ngang hàng với bốn nước kia đó, thì đây là một cái đột phá lớn chứ không phải không. Có phải công của Mỹ không? Thật ra khi bên Mỹ thì họ đã đề nghị cái chuyện này từ khoảng 5-6 năm rồi. Không có gì thay đổi bên phía Mỹ. Cái thay đổi lớn nhất lần này là đối với phía Việt Nam. Chuyện gì đã xảy ra? Một là trước đây họ sợ Trung Quốc. Bây giờ họ không còn sợ nữa. Nếu mà chuyện đó có thật thì nó cũng là một chuyện tốt cho Việt Nam. Trường hợp thứ nhì là trước đây Trung Quốc cản, nhưng bây giờ Trung Quốc không cản nữa. Đối với Trung Quốc bây giờ họ nghĩ là cái ảnh hưởng của Việt Nam, của họ đối với Việt Nam nó chắc đến nỗi mà tất cả những cái danh hiệu khác thì họ biết chắc chắn là không bao giờ Việt Ấn Độ sẽ qua mặt được Trung Quốc ở Việt Nam. Nam Hàn chưa chắc nó qua mặt được Trung Quốc. Nga thì sẽ mất dần ảnh hưởng. Cho nên họ nghĩ là nếu mà có Mỹ nữa thì đó là vấn đề danh xưng thôi. Biết đâu là Trung Quốc sẽ còn có lợi hơn trong cái quan hệ mới này giữa Việt Nam và Mỹ. Thì chút nữa mình sẽ nói về cái góc cạnh đó nữa. Nhưng nói chung thì nó có hai cái lý do mà có thể giải thích được. Một là có một cái sự thay đổi về nhận thức thực sự trong số những người lãnh đạo Việt Nam. Trước đây họ sợ Trung Quốc quá, bây giờ họ sợ, bớt sợ rồi. Hai nữa đó là có sự đồng ý gián tiếp của Trung Quốc. Tức là vấn đề mà bình luận gia Nguyễn Kim Bình vừa mới nêu lên, kính thưa quý vị, có thể đây là cái vấn đề danh xưng. Còn cái mối quan hệ đó nó có thực chất đến đâu thì chúng ta còn phải hạ hồi phân giải, phải không thưa quý vị? Nhưng mà mặc dù có, cho dù nếu như nó chỉ là danh xưng thì cũng có những cái mối lợi ích mà đôi bên có thể sẽ hướng đến. Thì chúng tôi xin bắt đầu phân tích. Thưa quý vị, tạp chí Diplomat, một cái tạp chí rất là uy tín của Hoa Kỳ, có đi một cái bài xã luận vào ngày 6 tháng 9 với tựa đề là Biden's visit to Vietnam is a triumph for the US. Chuyến thăm Biden đến Việt Nam là một cái chiến thắng của Hoa Kỳ. Thì tương tự như các vị tổng thống tiền nhiệm, ông Bill Clinton, ông Barack Obama, tổng thống Joe Biden lần này, nếu như nó xảy ra thì sẽ chủ trì cái việc nâng cấp quan hệ với Việt Nam. Tức là một cái đất nước mà có vị trí địa chính trị quan trọng trong cái chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Hoa Kỳ. Và điều này sẽ gửi một cái thông điệp về sự cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực Đông Nam Á cũng như là khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và cái điều này thì nó cũng phù hợp với chiến lược của chính quyền Joe Biden, đó là liên kết với những cái nước đồng minh trong khu vực, những cái nước đồng chí hướng để mà kềm chế sự bành trướng hung hăng của Trung Quốc. Và cho dù cái việc nâng cấp với Mỹ như bình luận gia Nguyễn Kim Bình chỉ ra, đây có thể chỉ là hình thức gọi là DJ ngoại giao của phía Việt Nam, và không có nghĩa là Việt Nam sẽ tiến đến một cái liên minh quân sự với Mỹ như là Philippines đã làm. Do vì Việt Nam chúng ta biết là có cái chủ trương gọi là 4-0. Nhưng mà
khi mà trở thành gọi là đối tác chiến lược toàn diện như vậy, thì nhiều khả năng Việt Nam cũng sẽ không trở thành đồng lõa của Trung Quốc để mà chống lại Mỹ. Và việc mà Tổng thống Joe Biden lần này sẽ gặp gọi là tứ trụ ở Hà Nội, nó nói lên cái tầm quan trọng của chuyến thăm đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Và bên cạnh cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì Tổng thống Biden được cho là sẽ được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ đón tiếp. Đây vốn là những cái ứng cử viên tiềm năng có thể thay thế ông Trọng tại Đại hội Đảng khóa 14 vào năm 2025. Đây là theo bài xã luận của Diplomat đó, thưa quý vị. Và điều này sẽ giúp cho Tổng thống Biden xây dựng một cái mối quan hệ cá nhân đối với hai nhân vật này trong 5 năm tới nếu như Tổng thống Biden tái đắc cử chức vụ Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ nhì vào năm sau. Còn đó là về phía Mỹ, những lợi ích đối với Mỹ. Còn về phía Việt Nam, thưa quý vị, mặc dù Hoa Kỳ và Việt Nam có cái khác biệt về ý thức hệ, nhưng mà khi Mỹ chấp nhận ngồi cùng bàn với Việt Nam, xem như Việt Nam, tức là xem Việt Nam như là một đối tác chiến lược toàn diện, thì điều này ngụ ý là Mỹ thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần nâng cao uy tín cũng như là tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế. Thưa quý vị, chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cũng như là nỗ lực của Hoa Kỳ và các đồng minh chống lại tham vọng trên biển của Trung Quốc thì nó rất là phù hợp với lợi ích bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Điều này có nghĩa là Việt Nam sẽ có hậu thuẫn về mặt ngoại giao từ Hoa Kỳ, từ các đồng minh trong khu vực của Hoa Kỳ như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc Đại Lợi, Philippines, vân vân, có thể giúp Việt Nam tỏ ra một cái thái độ quyết đoán hơn, tự tin hơn khi mà đối phó với sự hiếp đáp của Trung Quốc ở trên Biển Đông. Như là vào hôm 31 tháng 8, chúng ta thấy Việt Nam đã lên tiếng phản đối cái bản đồ đường 10 đoạn. Không phải là 9 đoạn nữa mà là 10 đoạn, thưa quý vị. Bởi vì bản đồ này nó có cả Đài Loan trong đó, rồi có cả Ấn Độ, mà Bắc Kinh coi như là vừa mới phát hành để mà tuyên bố chủ quyền trên hầu hết diện tích của Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa cũng như là một số đảo ở Trường Sa của Việt Nam. Và thậm chí có thể một cái lúc nào đó Việt Nam có đủ tự tin với cái sự hậu thuẫn mạnh mẽ của đồng minh Hoa Kỳ, Việt Nam có thể tiến đến cái chỗ là áp lực Trung Quốc ngồi xuống đàm phán với mình để mà đòi lại Hoàng Sa, đòi lại những cái đảo ở Trường Sa mà Trung Quốc đã đánh chiếm phi pháp của Việt Nam. Và bên cạnh đó thì Hoa Kỳ cũng có thể nổi lên như là một nhà cung cấp quốc phòng quan trọng cho Việt Nam trong tương lai, giúp cho Việt Nam hiện đại hóa quân đội. Bởi vì cuộc chiến Ukraine thì nó đã phơi bày cái sự yếu kém của võ khí của Nga. Và Hoa Kỳ cũng có thể giúp nâng cao năng lực nhận thức tình báo trên biển của Việt Nam. Đây đều là những cái ưu tiên quốc phòng của Việt Nam. Nhưng mà phải nói là củ cà rốt trước mắt vẫn là lợi ích về kinh tế. Thưa quý vị, ngoài việc Hoa Kỳ hiện nay là thị trường xuất cảng lớn nhất và là đối tác thương mại lớn thứ nhì của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 124 tỷ đô la vào năm ngoái, thì Hoa Kỳ cũng nhắm Việt Nam là một trong những nước mà có triển vọng thay thế Trung Quốc về chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất và thiết kế những cái con chip điện tử. Và như vậy thì đầu tư của Mỹ và những cái nước khác có thể đổ vào hàng tỷ đô la trong tương lai để mà giúp vực dậy nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang lao đao, biến Việt Nam thành một cái trung tâm sản xuất chip toàn cầu với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, cũng như là giúp Việt Nam đào tạo những cái tay nghề về chips, về trí tuệ nhân tạo, vân vân. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng có thể hỗ trợ Việt Nam trong những cái lĩnh vực hợp tác khác, bao gồm ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, vân vân. Tóm lại, thưa quý vị, lợi đủ mọi bề cho Việt Nam và lợi ích tiềm tàng của cái việc nâng cấp, theo giới phân tích nói là nó vượt xa cái giá mà Việt Nam có thể phải trả qua một cái phản ứng trừng phạt nào đó của Trung Quốc. Còn nếu như anh Bình nói là có thể là Trung Quốc đồng ý cho Việt Nam làm cái điều này thì sẽ không có một cái phản ứng trừng phạt nào cả. Đó, bởi vì đối tác chiến lược toàn diện, nếu như nó chỉ là một cái danh xưng, một cái tuyên bố chính trị hơn là một cái liên minh quân sự có thực chất,
thì nó cũng không có gây ra một cái mối đe dọa an ninh trực tiếp nào đối với Trung Quốc. Thì thưa quý vị và thưa anh Bình, người ta cũng chỉ ra việc là năm 2023 năm nay đó, coi như là it's now or never. Cái thời điểm hiện tại nó phù hợp để mà Việt Nam nâng cấp, bởi vì hai nước đang kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ song phương. Cho nên Trung Quốc cũng khó có lý do để mà phản đối lắm. Nhưng mà quan trọng hơn đó là trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt. Chúng ta biết bây giờ quân đội hai nước không có đòi nói chuyện với nhau nữa. Thì sự chậm trễ trong việc nâng cấp với Mỹ có thể đặt Việt Nam vào một cái thế khó ngoại giao nếu như quan hệ Mỹ-Trung tiếp tục xấu đi. Và nếu để cho quan hệ Mỹ-Trung trở nên tồi tệ, lúc đó thì bất kỳ nỗ lực nào của Việt Nam để mà tăng cường quan hệ với Mỹ đều có thể bị Bắc Kinh nhìn như là việc Việt Nam chọn phe với Mỹ để mà kềm chế Trung Quốc. Bây giờ xin mời bình luận gia Nguyễn Kim Bình có thể bổ sung phân tích vừa rồi. Thưa anh, có phải là lợi đủ mọi bề cho đôi bên hay không? Nhưng mà ý kiến lại nói là dường như Mỹ đang bỏ rơi nhân quyền. Anh nghĩ sao? Cái phân tích của Bích Trâm thì chắc nó cũng là cái cuộc tranh luận bên trong nội bộ của những người lãnh đạo Việt Nam trong vòng 50 năm vừa rồi. Đa số, nhất là những người nào mà có trách nhiệm điều hành kinh tế đó, người ta đều nhìn thấy cái lợi nếu mình làm đối tác chiến lược của Mỹ. Thực sự đó, những đối tác chiến lược của Mỹ như là Singapore chẳng hạn, đâu có bổn phận phải đóng thuế cho Mỹ đâu, mà cũng không phải đi theo Mỹ để tấn công bất cứ nước nào hết. Nó chỉ có quyền lợi hơn là cái nghĩa vụ không bao nhiêu cả. Thành ra nếu mình nói một cách gọi là theo lý lẽ đó, thì đây là hoặc tất cả là cà rốt thôi, chứ chẳng có cây gậy nào. Không thấy có gậy, hay là chưa thấy có gậy. Nhưng những người lãnh đạo Việt Nam, đa số trong bộ chính trị, tại sao người ta không dám nhận cái này? Là vì hai lý do thôi. Thứ nhất là có thể chính trong lòng họ vẫn còn sợ. Làm đối tác chiến lược của Mỹ, có thể là một ngày nào đó Mỹ lật lòng. Muốn thay đổi chế độ, dùng diễn biến hòa bình để lật đổ mình. Thứ nhì là họ sợ mất lòng Trung Quốc. Cái này có lẽ là cái lý do quan trọng hơn nữa. Cho đến ngày hôm nay thì cái đa số đó mà cẩn thận đó, sợ đó, họ cứ giữ nán lại hoài. Và họ cái lập luận của họ là vậy. Những cái quyền lợi kinh tế đó trước sau mình cũng có. Mỹ đã mở cửa thị trường rồi. Bằng chứng là trong 10 năm vừa rồi, hàng hóa của Mỹ, của Việt Nam nhập vào Mỹ thoải mái mà. Mỹ đã tạo cơ hội cho Việt Nam rất nhiều rồi. Và lúc mà mỗi lần mà cần cái gì thì tàu chiến Mỹ mình mời cái nó cũng tới. Như vậy tại sao phải làm đối tác chiến lược làm gì để cho mất lòng Trung Quốc? Mình cứ tiếp tục mình đi hàng nước đôi như vậy, chỉ giữ làm bạn thôi. Khi vậy thì tại sao bây giờ phải thay đổi? Thì nó có hai lý do. Thứ nhất là có những cái quyền lợi đặc biệt mà chỉ có đối tác chiến lược mới có được. Chút đây mình sẽ vô chi tiết coi những quyền lợi đó là cái gì. Thứ nhì thì như mình có nói lúc nãy, có lẽ là cái sự phản ứng của Trung Quốc bây giờ, một là nó không còn người ta không còn sợ giống như trước đây, hoặc là chính Trung Quốc cũng đã chấp nhận cái đó rồi. Là vì trong hoàn cảnh của Trung Quốc bây giờ thì Việt Nam cũng như khối ASEAN ngay cái năm nay là họ có một cái lợi thế là hiện giờ ASEAN đang là đối tác thị trường lớn nhất của Mỹ, đã qua mặt Mỹ của Trung Quốc, đã qua mặt Mỹ rồi. Cho nên hiện giờ đó, với cái tình hình kinh tế của Trung Quốc bây giờ đó, thì có lẽ họ không muốn gây thêm chuyện gì với bất cứ nước nào ASEAN. Thành ra Việt Nam trong cái hoàn cảnh này thì họ nhìn thấy cái cơ hội, đây là cái cơ hội để mà nâng cấp quan hệ một lần cho nó xong, và Trung Quốc sẽ không có cái phản ứng quá nặng. Thì những cái quyền lợi đặc biệt cho một người đối tác chiến lược nó có cái gì? Thị trường thì trước sau thì Mỹ cũng mở cửa, nó có nguồn đầu tư mới, có những kỹ thuật mới mà có thể Mỹ họ vẫn giữ lại, họ không chịu đầu tư. Và về mặt quân sự thì nó có một cái rất quan trọng là đối tác chiến lược với Mỹ thì được chia sẻ cái tin tức tình báo. Và Việt Nam thì cần những tin tức đó, từ cái chuyện là bao nhiêu tàu đánh cá của Trung Quốc đang ở ngoài biển. Vì một cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nó bao la, nó lớn gấp 4 lần cái diện tích. Cái lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam chắc chắn không có nào tuần tra nổi. Cần biết là tàu ngầm của Trung Quốc hiện giờ đang ở đâu. Và những cái dự án lớn của Trung Quốc ở biên giới Việt Trung chẳng hạn như là gì. Thì tất cả những cái đó, tin tức tình báo đó, nếu là đối tác chiến lược thì Mỹ họ có thể chia sẻ được. Hoặc là để Mỹ bán võ khí cho Việt Nam thì phải qua quốc hội phải chuẩn thuận. Nếu là đối tác chiến lược thì có khi cái quá trình đó nó sẽ chót lọt, nó sẽ dễ hơn. Đúng, nó vậy. Dễ dàng hơn. Một những điều kiện đó, nếu muốn mua đồ tối tân, nếu muốn mua đồ mà cổ lỗ sĩ thì ai cũng mua được. Thì Mỹ đã bỏ cái lệnh cấm bán vũ khí rồi. Nhưng mà muốn mua kỹ thuật cao hơn đó, thì cần phải làm đối tác chiến lược. Thì Việt Nam thấy đây là những cái lợi mà Việt Nam phải có được. Còn cái chuyện là rất nhiều người Việt Nam mình
thì đương nhiên mình lúc nào cũng phải hy vọng lạc quan về đất nước, cứ nghĩ là cái việc mà Việt Nam nâng cấp quan hệ lên với Mỹ nó sẽ thay đổi cái chiến lược của Việt Nam, sẽ giúp cho Việt Nam độc lập khỏi Trung Quốc hoặc là cô lập Trung Quốc, thì chuyện đó còn lâu lắm nó mới xảy ra được. Là vì Trung Quốc họ đã có hơn 3 thập niên để họ thắt siết chặt cái ảnh hưởng của họ đối với Việt Nam, chưa kể là cả mấy chục năm trong thời chiến nữa. Cho nên không có dễ gì trong một sớm một chiều. Mình lấy một cái bằng chứng cụ thể là Việt Nam đã là đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ từ nhiều năm rồi. Nhưng mà trong lúc mà Trung Quốc đang lấn chiếm biên giới Ấn Độ thì có bao giờ Việt Nam lên tiếng binh vực cho Ấn Độ đâu. Đừng nói là đồng minh của Ấn Độ, có bao giờ dám lên tiếng đâu. Philippines cũng đã bao nhiêu lần đụng trận với Trung Quốc, có bao giờ thấy Việt Nam lên tiếng binh vực Philippines đâu. Cho nên chứng tỏ là cái hình thức thì nó nghe nó kêu lắm, nhưng mà trên thực chất thì nó sẽ không có thay đổi gì nhiều trong cái trong chiến lược thực tế. Có nghĩa là đây không phải là một cái bước để thoát chung, mà là một cái vấn đề đa dạng hóa Việt Nam, cây tre Việt Nam đa dạng hóa ngoại giao với những cái nước lớn. Nhưng mà dù sao thì cũng là một cái khởi điểm, phải không anh? Tức là nếu nói là chuyện gì đây, thì cũng phải có một cái sự bắt đầu. Nói trước đây là mình bám một thẳng một cái cây, thì bây giờ đã có hai cây để dựa. Ít nhất là đó là cái là tương lai Việt Nam sẽ không còn bớt lệ thuộc của Trung Quốc như trước đây. Vâng, đúng vậy. Bây giờ chúng ta nói thêm về vấn đề nhân quyền. Thưa quý vị, thì trước thềm chuyến đi của Tổng thống Joe Biden, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, đây là một cái ủy ban của Hạ viện Mỹ, viết tắt là USCIRF, họ đưa ra một cái phúc trình cho năm 2023 mà theo đó cho rằng Việt Nam đang vi phạm tự do tôn giáo một cách có hệ thống. Và thậm chí là USCIRF, cái phúc trình này nó đề nghị là Bộ Ngoại giao Mỹ nên đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, Countries of Particular Concern, tức là đây là danh sách những cái quốc gia mà cần được quan tâm đặc biệt bởi vì có cái sự vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng. Đó. Thì chúng ta biết là hiện nay hoặc là vào năm ngoái, Mỹ đã đưa Việt Nam vào một cái danh sách theo dõi đặc biệt, tức là special watch list, để xem là Việt Nam có những cái tiến bộ nào hay không, nhưng mà không thấy có tiến bộ. Cho nên cái ủy ban này nó mới nói không thấy có tiến bộ nào cả, thôi bây giờ là phải đưa Việt Nam vào CPC. Thì hồi cuối tháng 8 cũng có tin về những cái vấn đề tù nhân lương, vấn đề là nhà cầm quyền đang trấn áp các tù nhân lương tâm, cụ thể là tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức rồi một số những người khác bị đe dọa một cách cụ thể ở trong trại giam 6 ở tại Nghệ An. Thưa quý vị, có thể nói là bất chấp việc trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, thì thống kê của những cái tổ chức nhân quyền quốc tế cho biết là Việt Nam hiện nay đang giam giữ khoảng 193 người bất đồng chính kiến. Thậm chí là gần đây nhà cầm quyền còn mở rộng vấn đề trấn áp và họ bắt luôn những cái nhà hoạt động về môi trường. Đó, những người mà lên tiếng vì môi trường cũng bị bắt giam, và Việt Nam vẫn đứng đội sổ trong cái xếp hạng về tự do báo chí của RSF, tức là Phóng viên Không Biên Giới. Rồi mặt khác cũng có tin về việc là tù nhân lương tâm Phạm Đoan Trang có thể sẽ được trả tự do để mà sang Mỹ như là một món quà cho chuyến thăm của Tổng thống Biden đến Việt Nam. Thì đây chẳng qua là vấn đề Việt Nam đang dùng những cái tù nhân lương tâm như là một món hàng đổi trác. Họ thả người này rồi bắt người kia. Thưa quý vị, theo phân tích của nhà báo Võ Thị Hảo từ Berlin nói với Đài Á Châu Tự Do, tôi nghĩ là không phải Mỹ không biết về sự vi phạm tự do, vi phạm dân chủ nhân quyền, cũng như là sự gian dối mà những người đứng đầu Việt Nam đang làm. Nhưng mà Mỹ vẫn ký kết. Bởi vì hãy hình dung, nhà hàng xóm mà mình cứ chê là nhà họ bẩn, không thèm vào, thì mối quan hệ thù địch giữa hai bên nó ngày càng lớn. Như vậy trước hết phải bước qua nhà của nhau đã, sau đó sẽ thúc đẩy việc quét nhà kia cho sạch cũng không muộn. Tức là thưa quý vị, thay vì đặt điều kiện Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền rồi mới ký để mà nâng cấp, Hoa Kỳ ký trước, dù biết là nhân quyền Việt Nam cũng vẫn là đang tồi tệ. Nhưng mà từ đó hy vọng sẽ mở ra những cái cơ hội tiếp xúc gần gũi để mà Mỹ thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền.
Thưa anh Nguyễn Kim Bình, anh nghĩ sao về cái phương thức này? Liệu có hiệu quả hay không? Người Việt Nam mình thường có hai cái ngộ nhận rất là lớn về chính sách ngoại giao của Mỹ liên hệ đến cả hai đảng. Cái ngộ nhận thứ nhất đó là những người mà thích đảng Cộng Hòa thì cứ nghĩ là đảng Cộng Hòa là một cái đảng mà nổi tiếng là chống cộng hồi xưa đến giờ, lúc nào cũng đương đầu với các chế độ độc tài. Nhưng trên thực tế thì mình thấy dưới thời hai nhiệm kỳ của Bush con là người đã mở đường, nghĩa là đưa đồng ý cho Việt Nam vô WTO. Thì và qua nhiệm kỳ của ông Trump thì thấy cũng không có một cái sự phản ứng này lớn đối với những cái vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Cũng không nghĩa hai chính quyền đó lại thắt chặt quan hệ với Việt Nam hơn. Cái ngộ nhận thứ hai nữa của những người mà bên phía dân chủ cũng tai hại lắm. Đó là đảng dân chủ, đó là cái đảng mà họ lúc nào cũng tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền. Trong khi đảng Cộng Hòa là đại diện cho khối tư bản. Thì mình cũng nhìn thấy dưới hai nhiệm kỳ của ông Clinton là cái người bắt đầu bỏ cấm vận và ban giao Việt Nam. Hai nhiệm kỳ của Obama và qua đến nhiệm kỳ của ông Biden bây giờ là cái người đi qua Việt Nam để nâng cấp quan hệ lên. Thì chứng tỏ là đảng dân chủ cũng không phải là một cái đảng mà đại diện cho nhân chủ và nhân quyền đâu. Thì đó là hai cái bài học cay đắng lắm, mà 50 năm rồi. Thoáng cái cứ khoảng chừng vài ba năm mình lại cứ lặp lại cái đó hoài. Như vậy bài học ở đây là gì thưa anh? Tức là cho dù dân chủ hay Cộng Hòa thì cũng đặt quyền lợi của nước Mỹ trên hết. Đúng. Phải không thưa anh? Đúng vậy. Và dưới cái chiều của Tổng thống Cộng Hòa hay dân chủ nữa, cái tiếng nói của những người Mỹ gốc Việt, người ta sẽ không bao giờ, người ta sẽ không cần phải quan tâm. Trừ khi mình có cái ảnh hưởng, có sức mạnh chính trị thật sự. Đối với dân chủ hay với Cộng Hòa, người ta chỉ quan tâm cái sức mạnh chính trị của cái cộng đồng thiểu số nào đó. Cho nên thay vì là cái chuyện đợi cho Tổng thống Cộng Hòa hay dân chủ lên, thì cái mà thực tế nhất mình thể làm được là xây dựng cái sức mạnh chính trị của mình. Để như người Do Thái, người Hoa, người Đài Loan, bất cứ một cái chính quyền, một đảng nào lên nắm quyền, thì họ đều có bạn. Thì trở lại với chuyện Việt Nam, vậy thì bây giờ có trách, ông Biden thì cũng oan cho ổng. Tại vì trước đây 4 năm của ông Trump thì các cũng không thấy cải thiện gì về nhân quyền ở Việt Nam hết. Bây giờ thành ra, mà cũng đừng hy vọng, tại mình hy vọng mình sẽ giận. Mà nếu mà nói là như vậy á, thì cái việc mà hai bên nối kết, nâng cấp quan hệ nó có lợi gì hay không? Đầu tiên là nó có được một vài cái biến cố. Ví dụ như trường hợp nếu mà Phạm Đoan Trang được thả thì đây cũng là một cái sự an ủi cho riêng cá nhân cô Trang và cho gia đình. Tại vì cá nhân cô Trang thì xứng đáng được đi Mỹ định cư đó. Có tin mới nhất ngày hôm nay là anh Nguyễn Bắc Chuyển, tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Chuyển đã được thả và cùng với gia đình đi định cư ở Đức. Vâng. Thì cái này cũng là một cái niềm vui cho những gia đình đó. Vâng. Nhưng mà đối với cả một cái phong trào hay là những chuyện mà dân chủ hóa Việt Nam tương lai thì nó cũng không phải là chuyện gì mà lạc quan hết. Vì bên Việt Nam họ tự tin thôi, họ có thể thả người, họ không cần phải đàn áp nữa. Là tại vì những gì người nào mà bị đàn áp thì đã cần đàn áp thì đã đàn áp hết rồi. Thành ra cái việc mà nâng cấp quan hệ đó, ngay trong nhất thời thì nó sẽ không có thay đổi gì ở Việt Nam đâu. Nếu mình mong là nó sẽ đem lại cái sự thay đổi tích cực cho trong cái tiến trình mà cả tổ chính trị dân chủ hóa ở Việt Nam thì có lẽ nó sẽ chưa có gì xảy ra. Nhưng về lâu về dài nó sẽ có ảnh hưởng tốt ở chỗ là lúc mà quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam mà nó được nâng cấp trên nhiều lĩnh vực khác nhau thì có nhiều cái cơ hội nếu mà Mỹ họ muốn để họ ảnh hưởng đến những người lãnh đạo Việt Nam, đến quân đội Việt Nam. Ví dụ như nếu đã lên làm đối tác chiến lược, cho là chỉ là đối tác chiến lược thôi, thật ra thì có chuyện toàn diện hay không nó cũng không quan trọng. Vâng. Nếu đã là đối tác chiến lược của Mỹ thì sẽ có nhiều cái sự hợp tác quân sự giữa quân đội Mỹ và Việt Nam. Một những cái chuyện mà Mỹ mặc sẽ... dù là có cái 4-0 nhưng vẫn có những cái hình thức hợp tác quân sự nào đó mà Việt Nam có thể thực hiện với Mỹ. Hiện giờ không phải là liên minh nhưng mà như hiện giờ thì Việt Nam đã được mời đi dự các cuộc tập trận mà VinFast hàng năm. Việt Nam chưa bao giờ dám gửi tàu chiến đi nhưng mà có gửi sĩ quan hải quân đại diện đi để mà quan sát. Trong tương lai có thể Việt Nam sẽ tham gia một số những buổi tập trận như vậy. Cái bước xa hơn nữa mà Philippines vừa mới làm trong tuần vừa rồi là có những cái cuộc tuần tra chung với hải quân Mỹ ở trong Biển Đông. Thì cái bước này là lớn lắm. Không biết bao giờ Việt Nam dám làm cái này nhưng mà Philippines đã làm rồi. Thì đó cũng là một những chuyện không phải là liên minh với Mỹ để chống bất cứ nước nào hết nhưng mà cùng nhau đi tuần tra. Về mặt chính trị thì chắc chắn là Mỹ họ nhìn vô cái thế hệ lãnh đạo mới của Việt Nam trong tương lai. Lúc mà ông Trọng với ông Biden gặp nhau á, thì hai ông phải nào phải chia sẻ cái bài thuốc sao mà có thể làm hai ông sắp xỉ tuổi nhau. Ông Trọng có vẻ giống như là muốn làm thêm một nhiệm kỳ nữa.
Tuy là bên ngoài cứ nghĩ là ông chuẩn bị bàn giao, nhưng mà chuẩn bị tinh thần, nếu mà ông lao thêm nhiệm kỳ nữa cũng đừng ngạc nhiên. Tại ông thấy ông Biden bây giờ 80, lớn tuổi hơn chồng đó, mà còn làm rồi hôm được. Nay mới có tin là bà dân chủ Nancy Pelosi vẫn sẽ làm thêm một nhiệm kỳ. Thành ra hai ông mà gặp nhau hay có nhiều chuyện nói nhau lắm về chuyện mà chia sẻ phương thuốc rồi. Thì nhưng mà Mỹ họ phải nhìn beyond ông chồng, cái thế hệ lãnh đạo sau này có thể là còn xa hơn là cả ông Phạm Minh Chính hay là ông Vương Đình Huệ nữa. Vì cả hai ông Chính và ông Huệ thì ở cái tuổi mà trên 65 hết rồi. Nếu một trong hai ông mà nếu mà lên làm tổng bí thư thì có lẽ cũng một nhiệm kỳ thôi. Cho nên và nhìn xa hơn thì cái thế hệ của những người như là Võ Văn Thưởng và những người ở cái tuổi mà cái lớp mà sinh ở thập niên 60 và 70. Thì những người đó đó, nếu mà quan hệ Mỹ và Việt Nam mà càng thắt chặt hơn thì càng ngày lúc họ càng sẽ càng thân Mỹ hơn. Và Mỹ họ tin là ở được trên đường dài, cái văn hóa Mỹ, cái củ cà khối của Mỹ nó vẫn lớn hơn, nó vẫn ngọt hơn là cái cây gậy của Trung Quốc. Thật sự Mỹ họ không cần dùng gậy với Việt Nam, là tại vì tất cả cái gậy đó là Trung Quốc đã đi rồi. Cho nên lý do tại sao mà những người lãnh đạo Việt Nam lại dám chấp nhận mà càng ngày đến gần Mỹ là tại vì họ muốn có cái lực để dựa lại đối phó với Việt Nam. Thành ra cái gậy đó đối phó với Trung Quốc thì Mỹ không cần phải giơ gậy, mà Trung Quốc là giơ gậy sẵn. Đúng là, thưa quý vị, như bình luận gia Nguyễn Kim Bình vừa chỉ ra là về lâu về dài thì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Khi mà gần nước Mỹ hơn, với một cái nền dân chủ tự do văn minh nhất thế giới, thì có thể Việt Nam sẽ bắt đầu học hỏi được những cái điều tốt. Nhưng mà chúng ta đừng có quên bài học Trung Quốc. Vào năm 2001, Hoa Kỳ bật đèn xanh cho Trung Quốc vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, hy vọng là khi mở cửa kinh tế thì đưa đến dân chủ hóa đất nước. Nhưng mà điều đó đã không có xảy ra. Trung Quốc chỉ có tận dụng lợi ích kinh tế mà họ nhận được để mà họ càng trở nên độc đoán hơn, nhất là dưới thời của Tập Cận Bình. Và nay thì họ quay lại để mà chống Mỹ. Thưa quý vị, theo nhà hoạt động luật sư Nguyễn Văn Đài, nói là có thể ngay lúc này Hoa Kỳ chú trọng vấn đề ngoại giao và kinh tế, nhưng mà không có nghĩa là Hoa Kỳ bỏ rơi nhân quyền. Có thể là không lên tiếng một cách công khai, nhưng mà đằng sau hậu trường vẫn theo dõi, vẫn lên tiếng khi mà có dịp. Bởi vì vấn đề này nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của Hoa Kỳ. Bởi vì có nhân quyền thì mới có được vấn đề minh bạch sổ sách. Mà nếu mà là đồng minh gọi là chiến lược của nhau thì cần có cái sự minh bạch mới có xây dựng được lòng tin. Thưa quý vị, cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta cũng cần nỗ lực vận động nhắc nhở chính phủ Mỹ là khi mà quan hệ với Việt Nam thì đừng có chỉ giúp phát triển kinh tế, mà cần giúp người dân và cho nhà cầm quyền Việt Nam làm sao nhận ra những cái giá trị phổ quát về dân chủ và nhân quyền. Và để kết thúc chương trình thì Bích Trâm nhớ là khi mà gặp ông Trọng vào năm 2015, ông Biden lúc đó là phó tổng thống đọc một cái câu thơ Kiều: trời còn để có hôm nay, tan xương đầu ngõ, vén mây giữa trời. Có lẽ là ngụ ý muốn ví von là một cái màn sương mù bao phủ bấy lâu nay nó đã bắt đầu tan biến đối với mối quan hệ của hai nước cựu thù. Thì không biết lần này ông Biden hay là ông Trọng trong tư cách chủ nhà có đọc thơ hay không, nhưng mà Thiền nghĩ là có cái câu Kiều này có thể phù hợp. Còn duyên may lại còn người, còn vầng trăng bạc, còn lời nguyền xưa. Vâng, thưa quý vị, có lẽ là Mỹ Việt vẫn còn duyên nợ với nhau. Thì trong lúc tình hình kinh tế Trung Quốc hiện nay đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng, tỷ lệ thất nghiệp giới trẻ Trung Quốc lên trên 20%, rồi kinh tế Việt Nam cũng đang khốn đốn, thì chính phủ của Tổng thống Biden đang đưa ra cho Việt Nam một cái cơ hội gọi là bằng vàng. Thì bên cạnh những cái lợi ích về hợp tác kinh tế, hợp tác an ninh, vấn đề khoa học công nghệ như vừa kể mà Việt Nam có thể đạt được từ việc nâng cấp, giúp Việt Nam đạt ước mơ gọi là vươn lên trở thành con hổ kinh tế mới của châu Á, thì còn là việc gia tăng uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam khi mà trở thành một đồng minh của Mỹ. Đây phải nói là một cái duyên may cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam. Hy vọng là các nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ biết vượt qua cái nỗi e ngại nếu có đối với người láng giềng phương Bắc để mà nắm lấy cái mối thiện duyên này. Xin mời bình luận gia Nguyễn Kim Bình đưa ra lời kết cho chương trình. Cái chuyện lễ kiều là một chuyện gia tài là ly kỳ. Hình như cả bốn câu đều nhắc lại, kể lại cái chuyện cái
ở cái đoạn cuối lúc mà Thúy Kiều gặp lại Kim Trọng sau bao nhiêu năm thăng trầm. Nhìn lại Việt Nam, cũng rất là nhiều nhà phân tích cứ đem chuyện Kiều qua để mà so sánh. Thì nó có hai chuyện. Thứ nhất, cái người mà mình nghĩ là Kim Trọng á, nó đôi khi cũng có thể là Sở Khanh, chưa biết được lúc nào. Và người Việt Nam mình có cái kinh nghiệm đối với Kim Trọng này á, nhiều khi tưởng là Kim Trọng nhưng mà cũng mang họ Sở, tùy cái thời điểm. Thứ nhì á, nàng Kiều hồi năm xưa đó, qua sau bao nhiêu cái là thăng trầm bể dâu rồi, bây giờ đã lên cấp tú bà rồi chứ không còn nàng Kiều nữa. Thật sự Việt Nam bây giờ nó lão luyện lắm rồi, cho nên đây là cuộc hội ngộ giữa tú bà và Sở Khanh, và hai bên gồm nhau, không biết hai là ai là nhau. Kẻ cấp ai là bà già, và hai bên lại không ở nhau là tại vì tuy nhiên là phải đối phó với cái tay mà giám sinh nó côn đồ hơn, cho nên nhưng mà bây giờ thời buổi này không còn là Kim Trọng với Thúy Kiều nữa. Vâng, rất là thú vị những cái ẩn dụ mà bình luận gia Nguyễn Kim Bình vừa đưa ra. Xin cảm tạ bình luận gia Nguyễn Kim Bình đã giúp thực hiện chương trình ngày hôm nay. Cảm tạ sự theo dõi quý báu của quý khán thính giả. Xin kính chào, tạm biệt.